Em đi bãi gặp được con xe nâng nhé các bác. Có nhìn này. Đây là những cái nấc thang tải. Càng mà. Đó. Thông số của càng. Cảnh báo này. Xe này thì em cũng không biết là của nước nào. Đây là chìa khóa vẫn còn nguyên này. Con này chắc là của Trung Quốc không? Tình trạng còn khá là đẹp nha các bác. Tải trọng con này được 1,5 tấn này. Đó, được 1,5 tấn nha các bác. Hàng này còn khá là đẹp. Bộ càng đây, em cũng chưa đo. Hỏi chủ bãi thì con này nó nặng gần 5 tạ. Rất là đẹp. Bình thì vẫn còn mới keng này các bác. Bình này, bình mới đét nhá. Đát 2023 luôn. Đó. Bình vẫn còn trắng phau mới đét, chưa tháo ra. Tì khá lớn này. Tì này chắc phải lên đến 40 mất. Đó. Cho các bác test thử nhá. Dây sạc có đầy đủ này. À đây cho các bác xem cái chỗ này nữa này. Nó hơi tối này. Ồ đây chả có cái gì cả. Một cái rắc cắm sạc thôi. Hai cái đèn báo này. Đèn này chắc báo sạc, còn đèn này chắc báo đầy. Bánh đây. Bánh này chắc khoảng độ 18-19 này. Đó, bánh còn khá là mới. Con này chắc dùng hơi ít này. Chân phanh này. Đó. Bánh bên này. Và tổng thể là xe còn khá là đẹp nhé các bác. Vỏ nhựa bị nứt chỗ này nhá, nứt chỗ này một tí này. Đấy, cái này thì cái dòng xe nâng nó hay rất hay bị vỡ cái nhựa này nhá, bởi do lái va chạm mà nó rất hay vỡ. Đó, bây giờ em sẽ test cho các bác nhé. Bật khóa điện lên rồi này, nhưng mà không hiểu sao là cái số này nó lại ngược chữ nhá, có mà nó chả ảnh hưởng mẹ gì cả. Bây giờ bắt đầu em test này. Đây nhá, đây là cần điều khiển này. Đó, cần điều khiển đó. Đó, nó lên nhé. Nó cho nó lên kịch nhé các bác. Đó, lên này chắc nó được độ 1,4-1,5 m rồi. Đó, lên đến đây là kịch rồi. Chắc lên thêm được kẹo thì kẹo nữa thôi nhé các bác. Đó, này là kích rồi này, chắc độ được độ 1,5 m, lên được tầm 1,5 m. Đó, càng đây, giờ hạ xuống này. Cái này nó hơi quá cái là lại phải vín nó xuống nó mới xuống à. Đâu, nó chỗ kịch quá. Kịch quá phải không? Ờ, nó lên hơi kịch nhá. Đó, các bác phải cho nó non non đi một tí nhá. Đó, theo cái vết kia kìa, các bác cho non non đi một tí thì mới được nhá. Cho lên kịch ấy là nó kiểu như là nó hết hành trình như thế nào ấy. Đó, xuống này. Xuống thì bao giờ nó cũng êm hơn nhé. Tại vì motor nó không có tải, nó chỉ xả van e là nó xuống ấy. Xuống thì nó siêu êm. Tại vì nó motor nó không phải tải các bác. Đó, rất là ngon nhé. Càng này chắc nó dài tầm 1,2 m. Đó, bình còn khá là mới nha các bác. Bác nào cần alo em nhá. Trông khá là đẹp đó.